Yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay nó ra sự kiện Boxing Day nha anh em. Sự kiện này khá ngon nha anh em. Anh em cày chay nó khá nhiều quà miễn phí anh em ơi. Cầu thủ với kit này áo đấu anh em. Đó. Bây giờ mình vô mình xem nha. Có tên là cái match up anh em, là mình thi đấu anh em. Câu lạc bộ anh em. Để mình lấy cái bon để bon á, với lại lấy thêm cái kit anh em. Đây nè, mình thắng 5 trận rồi nè. Đó, được cái để bon của Boxing Day nè. Đây anh em cứ thi đấu cứ chọn đội đấu nha. Ví dụ Aston Villa thì đấu với Crystal Palace ha. Đó, xong một tí anh em lấy Crystal Palace đấu với Aston Villa ha. Đó, nó là VSA ha. Và cái dưới là head to head anh em. Đó. Nói chung cái này cũng khá đơn giản anh em ơi. Sự kiện này khá đơn giản. Thầy cũng không có nói là cực đâu anh em ơi. Chỉ có đấu mấy trận đấu à, lấy kit rồi lấy bon để bon nó. Chỉ đấu head to head với VSA anh em. Đây. Mỗi ngày cho mình 3 cái quảng cáo nha anh em. Đó. Còn thêm cái mua bằng coin anh em. Đó bắt coin anh em. Đó. Nói chung cái bắt coin này anh em từ từ mua ha. Đừng có mua vội. Để mấy trận đấu sau anh em. Lỡ mai mình thua nhiều quá đó. Đó, mình đấu lại mình mua đó. Rồi đây là cái daily reward nha, là quà hàng ngày ha. Đó anh em mà đấu bên kia anh em đó thắng rồi đó, là nó mở cái logo của câu lạc bộ ra ha. Khi nào mình mở hết 20 cái logo anh em là được cái hàng 90 kata anh em, miễn phí nha, free nha. Nói chung tầm 5 ngày là anh em mình có rồi đó. Đó còn mỗi ngày nó cho cái quà anh em, daily reward nè, có cái quà đó, sáng nay mình lấy rồi đó, mỗi ngày có cái quà ha. Đấy, miễn phí em ơi, hàng miễn phí khá ngon nha anh em. Kit đấu cũng khá ngon nha anh em. Đó, 20 câu lạc bộ ngoại Anh luôn. Anh em tha hồ lựa ha, Manchester, Arsenal hay là Chelsea gì đó ha. Rồi, mình qua phần lay reward nha anh em, là phần quà cầu thủ anh em. Đó. Đấy anh em lấy điểm bon của Boxing Day á, đội cầu thủ ha. 85 là cao nhất ha. Anh em bắt buộc phải đổi điểm này nha anh em. Đó, đổi điểm này xong rồi mới qua bên kia đổi điểm mấy hàng cầu thủ nha anh em. Đó. Cái thằng này nè anh em ha. Đấy. Cái này 90, 91, 92, 93 gì anh em. Như 94 cao nhất anh em. 94 cao nhất đó, đúng rồi đó. Đó. Anh em coi sơ qua nha. Đấy. Trước tiên nếu mà anh em muốn đổi với cầu thủ này á thì phải dùng SBC anh em cho cầu thủ vào ha. Khoảng 6-7 cầu thủ gì đó. Đó, cho vô để đổi ha. Nói chung là nó không có yêu cầu over gì hết á. Tí mình hướng dẫn cho anh em ha. Vô còn một cầu thủ bên coi ha. Đó. Khá ngon nha anh em. Wilson anh em. Ndombia nè, đó Ndombia mình nhớ đó là CM mà, nó ra kim cam luôn rồi, ghê quá. Đó, Lindelof nè. Đó Hector Berlin nè, của Arsenal nè. Đấy, bóp được kìa anh em, ngon chưa. In nè. Chilwell anh em, đó Chilwell của Chelsea nè. Zaha nè, đó Ruben Gates nè. Maisen nè. Sterling nè. Salah anh em, đó Lancerer anh em, đó Icon nè. Cô kìa, Remaken kìa anh em. Đó. Tí nữa mình sẽ cho anh em xem cái bảng tính của cái sự kiện này ha. Được lấy được cầu thủ nào ha. Đây là Ancer nha anh em. Đấy. Quá ngon luôn em ơi. Một con này cần 93 ha. Đó. Bây giờ mình review sơ qua từng cầu thủ cho anh em nha. Đấy. Bây giờ mình vô cái SBC nó như thế nào anh em ha. Đấy, nó yêu cầu 7 cầu thủ Boxing Day anh em. Nó không yêu cầu over gì hết anh em nha. Đó, cứ quăng vô ha. 83, 81, 80 cũng được. Đó, anh em quăng vô đậu được rồi. Quan trọng là cái điểm bon đó anh em. Bon Boxing Day á. Đó, anh em đậu được rồi. 15.000 điểm nha. Nếu lấy NCR là 15.000 điểm nha anh em. Đó. 15.500 điểm. Đó, mình đã lộ là 15.500 điểm ha. Đấy. Còn muốn lấy Slab thì là 20.000 điểm. Đó. Giờ mình vô mình coi sơ qua cái chỉ số của mấy cầu thủ ha. Đánh giá sơ đi. Cái gì mình nếu mình có điều kiện thì mình lấy về mình review cho anh em nha. Rồi vô Salah chứ nha. Cậu nó kêu dribbling anh em, Reban nè. Đó. Chỉ số cũng khá ngon nè. Đấy. Reban thì mình chưa up kêu nào hết nên nó không có up được cái kêu nào ha. Nó có cái kêu ảnh quá trời luôn em ơi. Cái thịt xe fit nè, cá nhân nè. Venice shot nè, xuất kỹ thuật nè, long shot xuất xa nè. Chi dribbler nè anh em, đó. Rồi, nói sơ thôi, qua đi. Qua Sterling nha anh em. Đó, nói chung là mình review từng cầu thủ cho anh em nha. Trước khi mình muốn mình đá thử ha. Đó là kêu long song shot anh em, là mà ha, tốc độ cũng khá nhanh anh em ơi. Đó, xuất cũng khá tốt anh em. Đó, chuyền cũng khá tốt anh em, crossing kìa. Đó,
kỳ bệnh cũng có khá nhiều nha anh em, ba cái ha, cá nhân nè, tinh tế nè, rồi bên tốc độ nè, đó, nói chung là gì cũng ok, ổn. Đây máy sen anh em, đấy GK nha, hồ kêu điện khá ngon em ơi, chỉ số cũng khá cao, toàn trên 100 không kìa, ngon chưa? Con này mình nghĩ bắt ổn anh em ơi, cả máy 89 á, cũng không cao lắm nhưng mà được, cả 89 là được rồi. Rồi đến Robin Gate anh em, đấy Robin Gate mình chơi RTP luôn em, cái gì? Rồi ký tốc độ luôn, cái thiệt. Trời, ký tốc độ gì mà tốc độ yếu xìu anh em, trời, quá thiệt. Không hiểu cái AI nó nghĩ sao trời, cho này ký tốc độ mới ghê chứ. Trời ơi. Oh man, thiệt, đã là đi tốc độ vậy là chết rồi. Con này chỉ hợp với thằng Cam anh em ơi. Thôi con này chắc bỏ qua quá. Rồi, gia hai nha anh em. Đó, ký xuất tinh còn được, tốc độ tốt nè. Đó, tiền đạo nè, đó, tốc độ 100 cũng được chứ. Đó, cũng khá ổn anh em. Cái deep tinh cũng ok là 105 anh em. Đó, khá ngon anh em. Chứ cũng được, tạo được, 93 mà, ok. Có cái xe fit là cá nhân nè, play là tinh tế nè. Đó, nói chung tiền đạo vậy là ổn rồi. Anh nào thích thì lấy về ha. Rồi tiếp theo là con Chipwell anh em. Đó là B của Chelsea nè. Chắc nhiều anh em thích nè. Kêu Resin Session này cũng khá ngon nha anh em. Bút cho khả năng tăng tốc anh em. Nhưng mà chạy rút thì hơi chậm chút thôi. Về cái về phòng thủ thì khá tốt anh em ơi. Chùi banh rồi, đánh trận kìa. Khá ok con này, cũng khá ok. Tốc độ thì cũng không nhanh lắm nhưng mà cũng khá ok anh em. Đó. Rồi, bây giờ mình qua thằng GK đi anh em. In nó cũng không có vấn đề đâu. Bóp anh em, cũng ngon anh em. Đó, number one anh em ơi. Đó, nó bút cho trên 112 cái kìa. Đó, 9 mấy cũng được anh em. Con này được cái chiều cao tốt anh em. Cao 2 mét được. Đó. Được cái chiều cao tốt anh em. Bóp nè. Chắc lấy review cho anh em thử ha. Còn như thế nào ha. Đó, cũng khá ngon đó. Đây. Thằng này mới ngon nè. Đó, Hitler Berlin nè. Tốc độ anh em. Nói chung là khả năng tăng tốc với tốc độ cũng khá tốt anh em. Khi bay anh em, đó. Chạy chỗ chạy nè, đó. Nói chung cũng được. Hơi thấp chút thôi, mấy 78. Cũng ổn ok. Đây, Lindelof anh em. Đây, nhiều phân của MU nè. Đang chờ đợi đây. Đấy, tốc độ cũng ổn. Ok. CB tốc độ bay được rồi. Về vấn đề phòng thủ cũng khá ok anh em. Đó, cướp banh nè, với chửi banh nè. Nó 100 nè. Kỳ bọn này không có gì ha, kèm mới 87 anh em ha. Đó, cũng ổn em ơi. Thôi, cái con Endomia này á, nó đén nó phải là CM hoặc là CDM anh em. Giờ nó cho lên cam luôn. Đó, nó bút chỉ số cũng khá tốt anh em. Chuyển ngắn, chuyển dài kìa. Đó, version tầm nhìn kìa. Dribbling nữa nè. Nó xử lý banh kìa. Nhanh nhẹn nè. Ồ, con này lên cam cũng khá ngon anh em. Đó, tốc độ cũng ổn anh em. Con này cũng được chứ. Ngon đó chứ. Đó, có cái play tinh tế kìa nè. Đó, outside footstock nè. Sức má ngoài nè. Khá ok. Chắc mình sẽ lấy một số con review cho anh em ha. Hôm mấy con này thì không cần thiết đâu nè. 91, 90 nè. À, có hàng CB nè anh em. Đấy nè. Đấy, nghe nói hàng CB này nó là vị trí LB anh em. Tự nhiên nó qua CB luôn. Đấy. Nó kêu chết nè, kêu sức mạnh nè. Trời, nó cái mét 75 mà. Nó qua CB thì sao đánh đầu ta? Thằng này chắc cỡ như mấy thằng Việt Nam mình nó đánh đầu được thôi. Mấy thấp thấp á. Đó. Rồi ok, có thêm thằng Watkins kinh anh em. Đây, cái bạn Topwood anh em, nó đá khá hay nha anh em. Bạn này hay có vẻ nó bút trình xíu, nó ngon quá anh em ơi. Nói chung là ST bây giờ nhiều quá rồi. Nên anh em cũng ít điều kiện thì lấy con này cũng được. Nó 90 nè anh em. Đó phải up nữa nè, nó ngon nè. Nó có ship dribbler rồi bằng tốc độ nè. Về khoảng đầu nó cũng ổn anh em. Nó thấp thấp nhưng mà nó đầu tốt anh em. Đó. Thôi, còn mấy con 90 chắc khỏi qua qua đi anh em ơi. Đấy. Đây nè, cái bond offer đó kìa anh em. Đấy, anh em nào muốn mua bằng gen á thì mua ha. Đấy. 2500 gen là được 500 cái bond anh em. Còn cái 2500 gen đó anh em, đó. 25.000 gen á là được 5.000 điểm ha. Rồi, nói chung anh em á, mình khuyên các anh em cái này nữa ha. Rồi trước khi kết thúc clip ha. Là cái năng lượng mà để mình mua bằng một bắt coi anh em. Anh em khoan mua nha. Nãy mình có nhắc anh em rồi đó. Tại sao? Lỡ mà anh em đá nhiều quá, thua nhiều quá không được thì nên mới mua tiếp tục đá tiếp anh em. Chứ anh em thua quá không được logo đâu nha anh em. Đó, được cái kit, quên em xin lỗi anh em, được cái kit ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đưa một cái bảng tính cho anh em này, anh em. Đó, mình được re những con gì. Theo cái bảng tính toán đó, của một tài khoản trên Twitter anh em. Thì á, mình chỉ được con 93 là cao nhất nha anh em.
93 nha. Có khả năng lấy được con Arancero 93 icon luôn nha anh em. Đó. Nếu mà khả năng mình thắng là 98% á, được cái điểm nó cao á, đó thì được ha. Nó ghi rõ anh em ha. Nói chung anh em mình sẽ được con 93 anh em. Hãy cố gắng mua hết bắt coi với cày gậu nha. Đó. Dán đá sao mà thắng nhiều chút xíu nha anh em. Đó, đá cái chap mà match up á, thắng nhiều chút ha. Vừa được cái kit mà vừa được cái điểm bon nữa. Là anh em ok. Lấy con 93 trong tầm tay luôn đó. Mình kết thúc tiếp đây nha anh em. Anh em thấy hay like share cho mình ha. Anh em là chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình ha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.